Hello, xin chào cả nhà nhé. Em hôm nay làm video ngắn thì tiện hướng dẫn khách hàng, thì chia sẻ cho anh em một số kinh nghiệm khi các bạn sử dụng dòng robot của iRobot này thì nhé. Thì một số anh em khi đang sử dụng, ví dụ mình đang test ở nhà hoạt động rất hoàn hảo rồi, nhưng khi đến nhà anh em thì phát sinh ra một cái hiện tượng rất đơn giản thôi, là đang chạy một lúc hoặc là đã chạy online rồi về đốc sạc, mà khi bắt đầu chuyển đốc sạc thì là mặc dù pin bạn xanh nhé, mà khi bạn ấn vào nút power nó báo đỏ ngay, nó báo là pin kém. Thì cái nguyên nhân 80% là do nguyên này. Thì anh em lật mặt lên, các bạn tháo hai vít này ra các bạn nhé, bạn bỏ lắp ra thì đây là phần vị trí đốc pin. Thì cái con pin ở bên mình thì đều tất cả đều thay dòng pin mới này các bạn nhé. Thì ở đây nó có hai cái tiết điểm, tiết điểm âm dương nhé, có hai tiết điểm, tiết điểm này nó cảnh báo nhiệt độ, tức là khi mà cái pin bị nóng quá đấy, hoặc là nó bị vấn đề gì, nó sinh nhiệt thì tự động nó sẽ ngắt, nó không ra điện ở đây nữa. Nên những cái dòng này khi các bạn bình thường để, các bạn đo điện không bao giờ ra điện nhé. Khi chỉ cắm vào máy thì nó có điện ra đấy các bạn nhé. Đấy, thì một số anh em thì mang đo pin thì báo là pin chết, nhưng không phải đâu. Đấy, thì cái nguyên nhân cơ bản này là vì là ở đây nó có 4 cái tiết điểm này. Nhiều khi là một trong 4 cái tiết điểm này nó không tiếp xúc không tốt, nó gây ra hiện tượng là bị thiếu tín hiệu truyền về bên hệ thống xử lý, nó sẽ ngắt ngay và nó sẽ không cho chạy và báo đỏ luôn anh em nhé. Đấy, hoặc là cái này ấn nhiều nó mất sự đàn hồi rồi, các bạn ấy mạnh tay này cho nó tăng đàn hồi lên. Các bạn vệ sinh cho mình 4 tiết điểm này, lấy giáp mềm và ánh sáng đi, đừng để bẩn, vì 4 tiết điểm nó tiết điểm ở đây các bạn nhé. Đấy, có thể mình đang dùng không sao, nhưng khi về nhà trong quá trình vận chuyển hoặc khi mà nó di chuyển, nó va chạm vào các vật thể nó rung, thì 4 cái tiết điểm nó bị một chỗ nó không tiếp điểm tốt nữa, thì tự động là cái mạch bên trong nó sẽ báo là không có pin, hoặc là báo đỏ luôn, hoặc nó báo là pin kém các bạn nhé. Đấy, thì cái này thì mình thấy hay gặp trường hợp này, thì các bạn vệ sinh, các bạn gãy cao này cho nó cao lên một tí để nó đàn hồi, nó tiếp xúc tốt với cái tiếp điểm này. Đấy, các bạn ấn pin vào này cho mình, ấn mạnh vào các bạn nhé. Đấy, anh em có thể lót cho mình thêm một cái miếng giấy ở đây để cái này nó đè vào đây, lót vào chỗ này cũng được, lót trên đây cũng được, để khi các bạn sử dụng ấy, nó sẽ ấn chặt cái quả pin của bạn vào trong cái phần tiếp điểm, nó không gây ra hiện tượng là bị chập chờ như thế. Bởi vì nhiều một số khách hàng về sử dụng có thể một tuần, có thể vài ngày, có thể một vài tháng mới bị, bởi vì là cái tiếp điểm nó kém và nó sẽ tự động mộng cho máy, nó sẽ báo các bạn nhé. Còn pin của mình là pin mới và mình bán bảo hành pin với máy là 3 tháng anh em yên tâm. Rồi sau đó các bạn lật lại cho mình, các bạn khởi động. Thì bạn lưu ý cho mình là trong quá trình sử dụng này, đấy thì bạn nhìn cái biểu tượng pin phải nháy từ từ. Tức là khi bạn sạc pin sẽ nháy chậm chậm thôi. Mình cho các bạn xem nháy này mới đúng này. Đây nhá, mọi người lưu ý nhìn cho mình. Thì là khi nó nháy chậm cái này, nó cứ cháy nhậm này, thì nó đang sạc pin. Còn nếu nó nháy nhanh này là pin không vào nhé. Thì màu vàng là pin gọi là một lửa, màu xanh là pin đầy. Một chu trình nạp nó khoảng tầm từ 4 đến 5 tiếng các bạn nhé. Đấy, thì giả sử khi các bạn đang sử dụng mà nó nhanh nhanh này, đấy, thì bạn ấn nút này cho mình, tức là nút reset lại để nhận lại cái pin này. Tại vì cái tiếp điểm nó không được ok thì lượng pin nó ngắt, nó không nhận. Bạn giữ cho mình cứ tầm 15 giây. Đấy, phát hiện từ reset bạn bỏ tay ra. Đấy, thì máy nó reset lại để nó nhận lại cái trạng thái quả pin này. Đấy, thì nó sẽ từ trạng thái nhanh nhanh nó chuyển sang nhanh chậm này. Đấy, các bạn nhé, chỉ một số lưu ý thôi. Thế còn giả sử các bạn làm như vậy rồi mà vẫn không biết được, thì bên mình sẽ gửi thay thế pin khác luôn cho bạn để bạn sử dụng nhá. Máy và pin bên mình bảo hành là 3 tháng, các bác cứ yên tâm sử dụng thôi. Đấy, trên này là ok anh các bạn nhé. Ok, xin chào anh em ở những video sau.